Tổ này chú bắt về lâu chưa? Vừa bắt chưa lâu. Vừa bắt rồi, cái này làm cầu ở trong cát hết là treo thôi. À, nhưng mà chú bắt ở rừng về lâu chưa ấy? Lúc tháng 5. Tháng 5 à? Bắt bắt từ trên ở trên suối đằng sau một hôm kia. Tổ này có đông không ạ? Em quay ông. À? Em quay ông, các anh cứ đi trước tìm đi. À, ông già vẫn còn nhỉ? Ông già vẫn còn, nhưng mà nó mang cái que to quá, chọc vào không biết. Chọc dụng hết sáp à? Chọc hết, đúng. Trong, trong cái đó thì phần, phần miếng bé bé thôi. Ông dế này. Ông dế bé. Phí nhỉ, chọc hỏng hết sáp đi này. Thế nó ăn hết mật rồi. Nó vặt sáp lan à? Nhưng mà bọn trẻ con bây giờ cái ong kia giải cái lá kia từ đấy đi bên kia gốc suối kia toàn là ong bây giờ ấy. Ong đến bầu ăn từ đấy cái mật nó rơi đến đâu ong đến đấy. Ở đây bây giờ cũng nhiều mật nhỉ chú nhỉ? Bây giờ có rồi, tháng này có rồi. Bây giờ chú còn bao nhiêu đàn? 32 đàn nữa. Nhiều thế. Bán cho cháu một tổ. Còn trẻ rồi đấy. Năm ngoái cháu Lê như có chục tổ lại. Đây nó chọc tổ này à? Nó tháo trên này. Tháo ở đầu luôn đằng sau kìa. Tổ này đông không chú? Hay bán ông già cháu đi. Bán đâu, còn đang tìm mua. Năm ngoái chú lấy được nhiều mật không? Năm ngoái lấy được ít thôi. Bán có tổ nào có nhiều ông được chưa? Chưa có. Như cái đàn này thấy có sáp ông được thì chắc là nó đẻ ông được rồi chứ. Đây này. Sáp là phải. Đây sáp này sao ông được đây? Chắc là có ông được nở ra nó đẻ tiếp rồi này. Phí nhỉ. Đang đẻ đẹp như này nó phá vào người ta. Ra là miếng là ăn được. Không, cháu không ăn mật đâu. Cháu chỉ thích ong là không thích mật. Đây còn miếng. Miếng ong được đẹp nay chọc phí thế. Bán cho cháu một tổ có ong được đi. Để về cháu làm chúa. Thay chúa. Giờ làm thì làm chúa được nhưng mà không có ông được thì sợ không được nó không à, chúa nó không phối được ấy. Thế ông ở đây chú bắt hết rồi à? Trên đôi là có ông được rồi, tìm 3 buổi mới thấy. Không thấy á? Ừ. Trong nhà chú còn nhiều không? Ông đâu để cho cháu xem một tí. Chú là cậu của anh Tả à? Vâng. Năm ngoái anh ấy dẫn cháu đến đây mà chú không có nhà. Cái tổ treo kia có ong không? Không. Để bẫy thì à? Năm ngoái cho đầy hết. Dạ. Yeah. Không còn cái đó nào nhưng mà nó chảy ra hết. Đây quên cái tổ là vừa cho vào. Vừa đi bắt về à? Ừ. Tổ này chú bắt ở đâu? Ngoài kia. À, bên phía San Lùng à? Bên kia. Thế là chú có tổ nào đông nhân? Trong này có 2 tổ, 3 tổ. Năm ngoái chú được bao nhiêu cân mật? Năm ngoái chắc tầm hơn 30 cân. Ít thế rồi à? Tổ này năm ngoái đông lắm rồi. Tổ này bây giờ vẫn đông mà. Mà thấy đi làm ít nhỉ? Hay là trưa rồi nó đi làm ít? Trưa rồi. Nhưng mà cháu ông nghĩ ở khu này nó cũng không nhược nhiều mật đâu ấy. Nhỉ? Không nhiều nữa. 30 cân ấy, bán ấy, chú chỉ thích thôi chứ. Chú thích ong rồi chứ.
đúng không? Chỉ cái cát nồi. Đó, theo cái nuôi theo cái kiểu cái thùng này á. Cái kiểu thùng này thì nó ong ít ong nhiều thì nó không ở đâu. Thế á? Không nhiều không ở, thùng này nó chật. Cái lòng cầu sẽ nói là cái này. Đây tổ đông nhất à? Đông nhất hai tổ này. Chú cũng để gần nhỉ. Anh Tả giờ còn nuôi nhiều không chú? Anh Tả không có tổ nào đâu. Bay hết rồi à? Hay đi làm máy xúc không xem không được không? Làm được. Không nuôi nữa à? Không nuôi chơi. Đi làm máy xúc hay là... Nuôi chơi thôi nhưng mà... Cái tiền mưa xuân mưa... Mua quần áo mặc để xem ong á. À, chú này còn đậy cho ấy vào à? Cho bìa lên vào đây à? Cháu mở xem nhá. Cháu cũng nuôi mà. Thế yeah. Ui kiến nhiều lắm chú này. Này. Lần mà con lên thôi là hết tí là kẹt xuống. Vâng. Kiến nhiều lắm, mấy cái mặt này cũng nhiều này. Em đây. Không thấy anh ơi. Đi đường nào về được dưới bản vược chú? Đi ra bản xèo thôi. Đường về đi tả lèng này... Đi bên kia. À cái đường đằng dưới này à? Kia nó đi theo kia gì? Ừ. Có mặt đấy. Có mà. Bắt từ... Lúc tháng 5 rồi. Từ tháng 5 rồi á? Đến bây giờ chưa lại. Có bị chia đàn không? Dạ! Vâng vâng. Để cho cháu một tổ đi. Hay là đổi thùng. Chú biết cái thùng vuông cháu đổi cho anh Tả không? Không thấy đâu. Cái thùng màu có cầu ấy. Cháu hôm nào cháu mang lên cháu đổi không? Cháu hướng dẫn cháu chuyển sang thùng đấy cho. Bây giờ còn mua, đi mua một tổ 300.000 còn chưa không đủ. Tổ nào đông cho 300.000 còn chưa thùng kìa. Không, nghĩa là cháu ý là cháu lên cháu đổi thùng lấy ong ấy. Không à? Kinh đó số 21 cơ, đánh số cơ. Mà năm mà rồi được 30 cân thì ít quá nhỉ. Đây tổ này con được này. Tổ này chú bắt về lâu chưa? Vừa bắt chưa lâu. Vừa bắt. Rồi, cái này làm cầu ở trong cát hết là treo thôi. À. Nhưng mà chú bắt ở rừng về lâu chưa ấy? Lúc tháng 5. Tháng 5 à? Ừ. Bắt từ trên suối đằng sau mùng hôm kia. À đây ạ, à. Xa đấy cả. Cái suối Nạm Pung ấy. Nạm Pung trở về đấy. Thế bắt về được bao nhiêu cân? Chắc là 2 cân dưới, nhưng mà cái này chắc nó không chia đàn đi mất rồi. Hôm đó ban đêm nó treo tận ở dưới này mà. Thế nó bò đến đây lên trên này là bây giờ không có rồi, nó chia rồi. Vâng. Có mật đấy này, ướt hết dưới đáy này. Nước nó có mật, nó chảy dưới đáy này. Thế con gà nó moi hết cái đất đi ra. Vâng. Để cho một tổ đi.